Sao bài toán này được có 2 điểm vậy? Còn bài này nữa, sao được có 1 điểm mà? Dạo này em ăn học kiểu gì á bô? Chuyện gì Thắm? Sao la với bô vậy? Xin coi nè, dạo này nó ăn học kiểu gì toàn 1-2 điểm không nè? Sao vậy bô? Em phải chăm học chứ. Không giống anh mày hồi xưa chứ. Đứng nhất gì lớp không nè. Cái bài nào khó không biết hỏi anh chỉ cho. Thì bài 1 điểm này không chứ anh chỉ em chứ đâu. Cái gì? Thì hai chị em nói chuyện tiếp đi. Xin ước gì bọn đi à.